xíu à. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, cháy nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời. Hi everybody. Em chào nữ. Cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ờ ha. Nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều. Ủa rồi tới coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan khoan, nhưng mà xin lỗi giờ thì như vậy là người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô cậu Tơ thôi. Trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Nữ im đi, nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi gì rồi đó. Ủa biết liền vậy đó hả? Mở cây quạt này ra nghe. Nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo. À coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nghe. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè. Không phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi gì? Coi tình duyên. Thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền. Là gia đạo rồi đó. Cãi cậu không hà. Thôi cậu nói hay quá. Ơ nhưng mà khoan khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè cậu, tôi cho đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm. Ai cũng dòm tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè. Nhìn ra đây nè nha. Vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vang. Trời ơi, cái mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, đúng mấy không? Góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi, tôi còn... thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe. Bà quê mùa nữa, áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục 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 bạn mình mất hứng rồi sao? Trời ơi, cậu không biết rồi. Chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc. Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục lục cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra bung ra, cả hai đứa cùng xài chung. Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó làm như chúng tôi mới yêu nhau đó, ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất ơi, ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi bà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm, tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa cái lúc trời mưa. Trời đất, áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đang nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Để hiểu lầm lắm đó. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại á thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Thử hiểu cậu ý ơi. Cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ. Hôm ấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Ủa? Tưởng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi hít nhang, tôi nám phổi, tôi chết. Tôi hiểu rồi. Dạ dạ. Con nói thầy nghe nè. Nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Mà tôi nói cho nữ nghe nha. Thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giá khứ hồi hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu. Dạ, coi cho. Bây giờ khấn nha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình làm sao cho nên tụi con mà xong. Dạ con này con làm sao cho con có thể làm được chứ, thế là những ý của con mà cậu nói nha. Dạ, xong rồi đó cậu. Mụ nội tôi cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn khấn trong họng ai nghe?
trời ơi, thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng nghe hết á. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ tôi nghe, rõ tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, dạ thôi nói lớn lên luôn ha. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con cầu khẩn trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Không, Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói. Bà kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ dạ thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kim Valley? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà, Kimberly. Kimberly à? Dạ. Thực sự ra là con mấy chục năm rồi, con ở xa con về, con muốn tìm lại người yêu cũ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm, chân thành mà thôi. Dạ vậy con cầu ông Tơ Bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con. Bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ con cảm ơn ông Tơ Bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy? Cậu Tơ nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Hiểu. Chừng nào bà thành người bề trên đi bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Cali. Con này Cali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Áo mới Cà Mau. Ân trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt không cậu Tư? Ông quên là cậu Tơ, tôi thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào mới gặp lại, hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Mình là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tơ. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói, đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào, sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy vậy cậu? Ủa thoảng thoảng á. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe. Dạ dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó. Dạ. Sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi. Dạ, trong dạ. Vòng 9 phút gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa. Cái sao? Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường thế nào cũng gặp. Mà dạ. Đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. Dạ thôi, con cảm ơn cậu, con đi liền. Dạ con cảm ơn. Dạ con đeo vô rồi. Trời giờ còn 8 phút rồi đấy nè. Khách cậu Tơ ơi, cậu Tơ. Tỉnh người khùng. Cậu Tơ có nhà không cậu Tơ? Ai vậy? Khách quen. Dạ, cho gặp cậu Tơ. Tôi nè. Ủa? Dạ con thấy tưởng là cậu cô chứ. Mới xăm cặp chân mày tài lọc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Sau này đốc tờ nói làm sao tin dạ. Không? Dạ, đốc tờ mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó, bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ. Tại cậu không nói sao cậu biết. Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu. Ô. Cậu à. Cầu tiêu tan bệnh tật. À, dạ, cầu tiêu tan, thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ sao, tới thì, cậu chi? Dạ, bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Ừ. Dạ. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi, để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói. Đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không, thầy hiểu lộn rồi. Dạ, con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ vậy trời. Bác sĩ vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bộ ông chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không?
Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha? Giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy, cậu nói cái gì đó cũng được, miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên dùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái sợi chỉ tôi cầu duyên đeo vô mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Cắt luôn rồi. Rồi suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Rồi. Là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp đây nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đội ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu đi. Chết rồi. Dạ. Dạ thôi chết rồi. Dạ tôi quên cái bóp. Dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ không có gì, không có. Dạ cho xin phép. Ông anh cho tôi xin lấy. Cái này hả chị? Dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn rồi. Kiều. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly chứ không phải tên Kiều. Không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly. Kiều. Trời ơi anh Trọng. Trời, bao nhiêu năm nay mới gặp là được anh. Trời, em mừng quá. Trời ơi. Trời, Linh quá đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi Linh gì hết trời. Bình thường coi trật không đó. Trời ơi anh Trọng ơi. Trời ơi. Ê nói nghe, nói quá. Nghe bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thắm thiết đi tìm nhau vậy, mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em? Tại cổ? Tại anh. Tại em tại chứ. Ông á. Bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm. Không biết rõ câu chuyện đó đi kể là ai, hiểu không? Bây giờ nè, không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do có ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy, không cần biến. Tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không? Cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê. Làm sao mà quên được? Rồi, đúng rồi. Mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu tôi coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây, 40 năm về trước. 40 năm về trước? Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì? Bán cà phê, cô gái bán cà phê. Được làm cô gái bán cà phê hả? Rồi. Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh. Em. Tay này tay nắm tay. Quang anh, vậy 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Rồi, bắt đầu. Anh hát lại đi anh. Một chiều êm dạ, tay đang tay dìu nhau trên lối. Em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát thế là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy kiểu đó nó không hợp nha. Làm lại. Làm nhẹ phải không anh? Dạ. Một chiều êm tay đang tay dìu nhau trên lối. Nhảy cái này là tới mai. Đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi. Đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây đi ngồi anh. Đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi đó. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng đi kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều là anh lo anh chơi banh đũa không hái gì trơn chuỗi á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bấm ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Ờ. Ồ, thôi đi đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? Thì anh để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi hơi đâu mà ba mà hái bông phượng rồi em làm cái gì? Trời ơi, nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì? Bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen? Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cậu gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Ô chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À dạ. Anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị.
Ờ, ai uống phải hỏi người đó chứ. Ừ. Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Ờ. Vậy tôi ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo. Coi ứa máu được chưa? Ủa mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? À. Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Thôi được rồi. Ông muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi. À, không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chỉ cà phê sữa. Ừ. Tôi thích trà xanh. Ở lộn, trà xanh. Em hỏi thiệt, anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu chứ vậy? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Thôi, vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Không có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị làm sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn. Tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn. Thiệt là đó. Nè. Nước tới rồi. À, cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, chắc tôi dắt mẹ đi chăm cứu quá. Cái miệng im re hả? Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy anh? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau. Ừ. Mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng. Mới 3 tháng mà đặt kỷ niệm. Làm như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe chơi chứ không phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mình đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ 4 hết trơn trời á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. Mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa? 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng. Sao vậy? Anh uống đi em. Ngon không? Em, cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị, ủa sao chị? Chị à, uống đi cưng. Tôi uống không có được. Ủa sao vậy anh thử coi, uống bình thường mà. Sao vậy, anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được đâu uống có gì không? Ừ. Anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường, uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á. Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi. Vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè. Người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi chứ anh dù duyên thiệt đó anh. Trời, em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè. Anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm vô tính lắm. Thì em thích cái gì thì em phải nói, em hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á. Em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan. Cái gì? Là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà. Nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má ơi má, đón con về đi má ơi. Má. Ủa ông... ai vậy? Ăn cướp. Dừng lại. Ăn cướp. Anh nói ăn cướp. Thôi có làm gì trời. Có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Anh cướp cho trời ơi. Cầu đi. Cầu trời khấn Phật cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời khấn Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy trời ơi. Cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy. Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi. Trời anh ơi. Anh Trọng ơi, chi vậy? Em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh chỉ trầy chút thôi, không sao đâu đó. Xích dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe nè.
Dạ. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi. Anh Trọng mà em thương anh gì vậy đó. Em thương anh vì anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa. Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi, thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè, sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời, đi cho nên bây giờ mới tin Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê, vậy má bà chết rồi kìa. Tự do tí với nhau đi, đợi gì nữa. Đúng rồi đó. Em về đây là vì anh à. Anh Trọng. Kiều. Sao? Tới không? Nhưng mà trời ơi, sao ông này mệt ghê, sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Sao cứ lừ đừ vậy, nhanh lên lừ đừ. Nó nghe, ngồi xuống, bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Thì khác quá. Uống không anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen đá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Em nói thiệt với anh nha, cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy? Sao? Anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á. Nào là number one này, đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam mà anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ, trà xanh. Thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn nãy còn rồi, uống luôn đi. Uống đi. Khỏi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Daddy good. Anh uống đi. Uống đi. Bây giờ, nãy uống, mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy? Uống xong rồi hả? Đi toilet đi. Dạ. Nói gì cũng nghe. Trời ơi, sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe, bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Vợ còn chưa có nói gì con. Sao? Thì là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Kiều, em có bị sao không vậy? Em giỡn, em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè, vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy Việt Kiều. Dạ. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội, vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn rồi hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi. Nói nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu, mấy đời chồng. Chính chuyên mà hai chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ, thôi cũng bấy bá rồi đó. Thôi nhưng đó. Mà bây giờ em vẫn một mình anh nè. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng, tới với nhau, tới đi. Được không? Để về tới đây là tới nè, anh. Nhưng mà cái gì nhân hoài vậy? Nhân hoài vậy? Hả? Mà bây giờ uống xong rồi ăn ha. Đúng rồi, đồ ăn luôn. Đúng rồi, đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? Anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe cái mặt của chị ấy nói chữ phở, nhìn nó thấy thương. Còn anh nói chữ phở nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thế ớn lắm anh ơi. Vậy, hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở. Rồi em bưng hai tô phở. Ê! Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái văn qua, tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng phai nước lẹo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo trời không ơi, là cái hầm răng rồi. Ngâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách, hết phở rồi. Cái gì để vậy? Sao anh chào hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Như quán còn có hủ tiếu à. Thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu rồi. Nè, nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Nhớ chứ. Em còn nhớ anh không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Dạ. Rạc vậy. Ủa sao lại? Dạ.
Hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẹ dữ thầy? Lẹ quá hả? Dạ. Rồi để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi, làm liền. Thời lượng có hạn, phải nấu lẹ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi. Dạ. Ăn đi. Thơm lắm em. Dạ. Ăn đi em. Ừ. Hủ tiếu làm như dầu thơm vậy, thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy. Nấu bằng. Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy nghe. Răng tôi đâu phải mô hình đâu, lắp ráp cái một trời. Mà đều ngọt á. Ờ vậy hả thầy? Trời ơi ngọt thiệt thầy. Ngọt nè, trời ơi cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo, nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt nghe, trời ơi nó mềm. Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. Ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Ừ. Gắp cọng hủ tiếu coi ngon không? Ừ. Trời ơi ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đậu cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. À, dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghe có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ là dùm cái cổ đi. Ngày xưa nó quay qua lại được, giờ lớn tuổi quay của nó trật luôn rồi. Mày đặt. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à? Không có đũa, lấy gì mà ăn? Trời ơi. Ủa, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kìa. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý sao quen dữ vậy trời? Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay, chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha, mấy chục năm nay em về đây, em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng rồi đúng không? Mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều thứ em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến sao? Nhưng đối với anh nó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thiệt là thôi, em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ừ. Em không thể nào chịu nổi nó rồi. Ê khoan, tự nhiên đi về vậy? Cái gì? Không tôi phải đi về. Anh không có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà đọc? Ôi tôi đi về. Khoan, đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hãy có ai giật điện thoại bà. Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì? Hả? Không, cái gì mà cướp bóc gì? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi đi về. Có ai rảnh giật điện thoại bà giùm tôi không? Trời. Cái gì vậy? Ơi, anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa vậy ăn cướp? Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp về đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cố nội tôi. Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Trời. Rồi bây giờ anh? Tôi ăn năn sám hối bốn đời rồi mà. Hoàng Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan. Quá. Cái gì? Đúng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bả giùm tôi. Ê, trời, cái gì vậy? Giật điện thoại. Giật đi, lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt duyên âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt hải dương dương của cậu đó. Cái gì vậy? Giật điện thoại đi. Không biết ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi. Thôi bây giờ giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi sao? Vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Trời ơi sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi. Anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi tại sao cậu ác vậy cô bác? Anh Trọng à. Em vượt dạng dầm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi, anh dậy đi anh ơi. Dạ, anh ơi, em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi. Anh ơi, em nói anh nghe nè, cái người nào mà xả thân để cứu em, có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó. Anh tịch. Em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi, ổng như hồi dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu. Anh làm anh nghe em nói mà. Anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh. Bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Không mấy giờ
cuối đời mình có nhau nha anh nha. Anh say yes đi nha. Không. Em biết không? Chết không? Bây giờ mỗi ngày anh phải uống cả bụm thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống. Một ngày em uống 2-3 bụm thuốc luôn anh. Nhưng ơi, tại tôi, tại tôi. Tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lợ, nói lợ, không nói lợ. Được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà chính vì thương em, tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha. Cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi, đúng không? Đúng rồi. Rồi lỡ già đảng trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đó với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đảng trí, xấu xa, bị đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh, nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt, thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó, thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà, một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe, nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh. Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những cái mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Và em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà không, đừng nhưng ý anh đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả chứ anh, chứ không phải thay lòng đổi dạ. Dễ thương quá. Nói thiệt hả Kiều? Nói nó nghe nè. Vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là có liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say như chưa bao giờ. Em ngồi đây với anh, cùng nhau lắng nghe. Mùa xuân đang mở toang trong mắt tình người mênh mang. Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh, đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè, bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu, đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi, nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta. Hay quá à. Trời ơi, tự nhiên á, cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe, tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á. Yeah.
gì mà đêm khuya tự nhiên không ngủ, nín ra ra khóc sùm mà. Cái gì? Má, con sợ quá. Sợ cái gì? Đừng có sợ ma, yên tâm đi, má là quỷ già của xóm này, không có con ma nào dám xuất hiện đâu. Đi vô ngủ. Con sợ má, con có sợ ma, con sợ quá. Sợ cái gì? Con sợ. Mày ngồi đây mày khóc lóc sùm, cha mày nghe được đó, mày biết ổng là khó nhất cái xã này đó. Đi vô ngủ. Má à, con sợ. Sợ cái gì? Dạ con có thai má à. Thì lớn con gái đồ nào mà không có thai. Chưa con, chưa có chồng, có chữa. Dạ. Cái này má. Tao, cái này tao sợ. Trời ơi con ơi, con ơi không được rồi, mày chưa có chồng mà mày có chữa. Trời ơi cha mày, ông khó nhất ở đây. Bây giờ, ông mà nghe được thông tin này. Trời ơi, việc trước nhất là ông sẽ cạo đầu mày, ông bôi vôi lông thả trôi xong. Mày nghĩ coi má đẻ mày có một đứa con gái một à, còn nhiêu đẻ được rửa không à. Ông biết là tao không dạy mày. Mẹ, mẹ ư. Thế nào ông cũng cạo tao luôn. Má, ông cạo chân mày tao. Mày nghĩ coi đàn bà không có chân mày luôn á, tao nhảy xong tao tự tử với mày. Trời ơi. Giờ làm sao má? Cha mày mà nghe được cái tin này nha, không phải giết hai mẹ con đâu, chu di cũ tộc cả gia đình thả trôi xong luôn. Bây giờ vậy, trời ơi giờ sao mày làm tao quýnh quán hết trơn nè. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Dạ. Bây giờ qua tối đêm nay nghe không? Dạ. Qua tối đêm nay đi. Dạ. Rồi để ngày mai má giải quyết cho. Nhưng mà thề với má nghe chưa, không được nói cho ai biết hết. Dạ. Người ta có lấy dao dí vô cổ còn cũng không có được nói nghe chưa. Dạ. Trời ơi má khổ quá Út ơi. Trời ơi, trời ơi má khổ quá. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Chuyện gì vậy chị hai? Cái gì vậy gì Út? Trời ơi, thiệt cái má sanh ra của hai chị em mà cái giọng tôi nó bát không, mà giọng của gì sao mà nó chép không vậy đó hả? Trời ơi trời, sinh sao dần vậy chứ sao giờ? Muốn xuống tâm cũng khó lắm à. Trời ơi dì ơi, đêm khuya mà dì nói cái giọng này là nguyên một sớm người ta dậy hết đó. Hey, không có chuyện gì đâu, dì vô ngủ đi. Sao không có chuyện gì được? Nửa đêm nửa hôm mà hai má con ôm nhau khóc khúc thích này là có chuyện nè. Sao? Tôi khổ. Má. Không có, không có. Không có khổ. Không có khổ gì hết. Không có chuyện gì đâu dì. Dì vô ngủ đi dì. Có chuyện gì không? Em xuống tông rồi đó. Nhiều chuyện nghe chơi đi. Không có hả? Dì vô ngủ đi. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi không có chuyện gì phải không? Để tôi vô tôi hỏi anh hai. Dì. Sao? Có. Thấy chưa? Tôi hỏi anh hai là loi đó chuyện liền à. Gì? Mũi cắn sình bụng. À, sao nữa à? Tự nhiên cái mũi cắn mà sình bụng. Không có. Dì Út ơi, con bé Út nó lỡ có chữa. Hả? Cái gì? Con Út có chữa? Dì la vậy nguyên sớm nghe rồi còn gì nữa dì. Trời ơi, giờ bây giờ có chữa, giờ rối quá biết nói làm sao giờ. Dì nói nhỏ nhỏ giùm cái. Thì tôi lại về dì nói nhỏ nhỏ giùm. Chỉ có ba người mình nghe thôi nha. Chỉ có ba người mình ơi. Mày là em của tao, mày phải thương tao nha. Biết rồi, có ba người mình. Bây giờ nè, mà có ai lấy cái dao mà dí vô cổ á, cũng đừng có nói cho ai nghe. Chỉ ba người thôi nha. Rồi, tôi khổ lắm rồi dì. Khổ để ra thì tôi lo cho. Trời Út ơi, dì Út thương con quá à. Con là con gái con lứa, con mới 18 tuổi, con chưa có chồng. Mà con đi ra ngoài đường con chơi rồi con nằm ngửa ra vậy. Cho con đứng dậy, cho con có chữa. Trời ơi ai mà làm vậy được con. Chị ơi bây giờ vậy nè. Vậy là có chồng mà hoài còn chưa có chữa được nữa đây nè. Chị ơi bây giờ tôi lại gì? Bây giờ á, dì là em của tôi. Nó có một đứa cháu gái duy nhất, nhớ nha. Cô giết cũng không được khai nha. Đúng rồi, giữa đêm hôm thanh vắng thì ba người phụ nữ biết với nhau là đừng không cho ai biết nghe chưa. Đừng cho ai biết nha. Con nhớ chim nghe. Ngóng trên cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ủa má Út với Út. Dạ. Có chuyện nhiều ba người ở đây vui quá dạ. Không có chuyện gì đâu, có chuyện gì đâu nè. Không có chuyện gì trơn á. Không, con chắc chắn là có chuyện gì nè. Nói nghe đi má. Má khổ lắm. Má. Hai.
không, tưởng không, cái không. Gì mà khổ hoài vậy? Không có khổ. Gì kỳ quá. Khổ là tuôn chuyện đó trơn à. Gì lạ quá. Má con khổ thì má con tâm sự cho con. Má cứ nói con nghe đi má. Mình là đàn bà ở nhau, mình dễ thông cảm nhau lắm má. Má đẻ con ra đàn ông đàng hoàng mà Long. Dạ, con đôi khi con quên cái giới tính của mình. Thôi được rồi, má không nói được rồi. Thôi nha, tôi là kính miệng lắm á, tôi không có nói gì đâu á nha. Út. Cái gì? Trong ngôi nhà nhỏ chúng ta biết này, rồi. Út là người mà con quý mến, con kính trọng nhất. Chuyện gì xảy ra trong gia đình chúng ta Út? Biết rồi, kính trọng Út á, nhưng mà Út được cái kính miệng Út không bao giờ Út nói ra đâu. Nói chi, trời ơi, ba cái chuyện này đàn bà sao nói được. Út. Thôi, không có nói được đâu à. Sao bữa nay Út đẹp quá à? Trời ơi, gì nói cái gì vậy vậy? Tôi đâu có nói con Út có chữa. Tôi nói con Út có thai à. Trời ơi, nó chết rồi. Trời ơi. Con Út nó có thai. Út nó thai. Mày đừng có nhảy sảy thai bây giờ Long ơi. Chết rồi. Ủa ông, mày làm tao rối con, mày đừng có nhảy nữa. Trời ơi. Bây giờ mày nghe má nè Long ơi. Út nó chưa có chồng mà nó có thai. Đúng không? Trời ơi, Út ơi, sức mày hay quá Út. Trong đó tao muốn mà không được đâu mà. Cái gì à? Bất công quá mà má. Bất công gì? Bất công quá mà cao sân. Đi nè, bây giờ vậy nha. Em, Út mày bây giờ nó lỡ chuyện vậy rồi, ba biết được là chết nha con. Con hứa với má, ở trong đây chỉ có 4 người thôi. Chỉ có 4 người. Có 4 người mình biết thôi đó. Má dặn nè, cô dí vào vô cổ cũng không có được khai nghe chưa. Má yên tâm đi, trong ngôi nhà này con là người thông minh nhất. Con sẽ nghĩ cách để mà giúp má vượt qua cơn giông tố này. Trời ơi má khổ quá con ơi. Bây giờ Giờ sao? Theo má thì trong gia đình mình ai là người quyền lực nhất? Ba bay. Ba đúng không? Ừ. Để con hỏi ý kiến ba. Má khổ lắm lòng ơi. Đừng làm vậy. Bốn người biết thôi. Nhớ nha, cô giết cô không có được đâu. Không có nói ra đâu. Bây giờ sao mình biết với nhau thôi. Chỉ có 4 đứa mình biết thôi. Với nhau cũng không được nói nghe chưa. Không có được nói ra đâu đó. Con hứa chỉ 4 đứa mình biết thôi. Đứa nào nói ra con giết nó chết. Bây giờ phải sao nè. Bây giờ vậy nè. Bây giờ để cứ bình tĩnh hết đi. Rồi từ từ mình tính nha. Ủa cái chuyện gì vậy chị hai? Tôi khổ lắm. Chị hai. Má khổ quá. Không có làm chị khổ là lộ chị. Dạ không có. Chuyện gì hả? Dạ không có chuyện gì. Làm gì khổ? Sao nửa đêm chị không ngủ rồi chị vẫn vợ tôi với lại mấy đứa nhỏ ra đây chia chị hai? Dạ dạ đâu có Dượng. Không có cái gì. Đàn bà mà xúm chùm vô là chỉ có nói xấu người khác thôi. Dạ đâu tôi nói cho chị nghe nha, tôi làm rể, tôi ở rể nhà chị 20 mấy năm nay rồi nha. Dạ. Tại sao gia đình chị mỗi lần ấy cái xúm chùm vô nói xấu tôi hoài vậy? Đâu. Tôi không có con là trời không cho tôi có con, chứ tại sao cả dòng họ nhà chị cứ xúm chùm vô nói tôi yếu sinh lý lại? Hả? Trời ơi chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. Hay là tự khai đó nha. Bây giờ đã gia đình mới biết là Dưỡng yếu sinh lý bấy lâu nay. Mẹ đâu có hay. Yếu sinh lý. Trời mình ơi, sao mình tự nhiên giặt áo cho người xem lưng vậy trời ơi trời, nhục quá. Mẹ, tới bây giờ cũng không biết tại sao Dưỡng có mất con. Sao vậy? Đạn lép. Mang chiếc dép cho cha mày à. Thật không Dưỡng. Vậy chứ ra đây nói cái gì? Đứng đây nói cái gì? Bà nói tôi nghe. Không là không yên với tôi à? Không có chuyện gì đâu Dượng. Chuyện gì? Chuyện gì hết trơn. Sao không có chuyện gì được? Ta nói không có chuyện gì. Có chuyện gì? Không có. Nói cho tôi nghe, có chuyện gì? Hả? Có bầu. Có bầu. Chị hai ơi, sao những năm tháng cài bừa vất vả, ngày hôm nay hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Giờ em có thai rồi chị hai ơi. Ông nội ơi, đạn ông vẫn còn lép. Ông nghĩ sao mà ông có chữa được với tôi vậy? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi, chị hai ơi, chị hai.
Tôi khổ lắm Dượng ơi. Bà khổ con mẹ gì? Tôi khổ mà. Bà sướng bà mới có chữa. Già rồi ham vui chỉ bất nhân hả? Giờ này mà chữa đẻ ăn chi vậy không biết. Chứng đâu ra mà chữa. Tôi phải tao như quỷ già có chữa gì trời. Chứng tôi đem mà luộc ăn hết ông rồi. Tao nghĩ sao tao như quỷ có chữa. Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi Dường ơi. Trời ơi tôi thấy lúp lúp là tôi nghi rồi. Nè bụng bự quá mà có cái chữa. Gì vậy Dường? Nó sao mà có chữa được? Chứng đâu mà chữa? Có chứng mà. Chứng ông đầu tôi chứ chứng. Trời ơi Dường nói bậy bạ không ha. Má của nó đúng á. BD làm sao có chữa được? Đẻ đâu? Đẻ nách mà. Vậy chứ ai có chữa? Bánh bèo vô dụng vậy nè. Con ơi trời. Con Út. Con Út nó có chữa. Trời ơi là trời ơi. Út ơi là Út ơi. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con? Cái gì vậy? Trời ơi tao mừng công khai. Tao mừng rần rần mà không có. Trong khi đó nó lén lút nó có. Mày chỉ cho Dượng học chút đỉnh nè con. Trời ơi Dượng. Dượng ơi. Dượng nói chuyện gì kỳ vậy? Có chuyện nói hả Dượng? Chết mẹ. Nó chưa có chồng mà. Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Bây giờ sao mày chưa có chồng mà mày có chữa? Chết rồi chết rồi. Chết rồi Dượng. Cha mày mà ông biết nghe. Ông cạo đầu hết cả cái nhà này. Ông giết hết cả cái gia đình này. Trời ơi bây giờ sao mày khổ quá Dượng ơi. Trong gia đình này là Dượng là anh minh thần nhỏ nhất. Dượng có thể là giúp gia đình chúng ta vượt qua cơn trong bão đó không hả Dượng? Nói vậy nè. Ông anh hai tôi giờ ông dữ nhất nhà đó mà biết một cái ông giết cả cái nhà. Biết rồi. Vậy bây giờ mình phải tính kế nè. Dạ dạ. Bây giờ sao giờ Dượng? Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ dù gì đi nữa tôi cũng sáng hơn. Dạ. Bây giờ tôi tính vậy. Dạ. Sao? Tôi nói cho chị nghe. Tôi nói bằng hết tất cả cái tâm của Dượng tôi. Nói đi. Dành cho gia đình này. Bây giờ đó anh hai anh biết được là anh sẽ giết hết cả gia đình mình. Đúng rồi, chu di cũ tộc. Thành thử ra tôi chỉ góp ý với chị như vậy. Nếu mà anh hai anh biết thì chị nói á với anh hai á nếu có giết thì giết hết gia đình này trừ tôi ra. Vì tôi là rể mà tôi đâu có dính líu tới dòng họ chị. Đó tôi nói với hết tấm lòng của tôi vậy thôi. Vậy còn Út sao đây? Út đây tôi làm sao tôi vợ ông nè. Thì bà trong dòng họ này bà chết là đúng rồi. Ôi có gì hả? Thôi nó giỡn chơi thôi. Nếu nói gì kỳ cục vậy? Nói vợ mình mà vậy á. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Mình phải đối phó cái trước mắt. Lại lên. Bây giờ đó ngày mơi. Chị với con Út. Đi chợ mua cho tôi một mớ thuốc đỏ với bông gòn. Với thêm một mớ đầu tóc giả đi. Mời chi bây giờ tôi đi liền. Đi đi. Mà chi vậy? Mà không được Dượng ơi. Mua cái đó về gấp gấp trong đêm nay để làm chi? Thì đó ví dụ như ông quánh mình lấy thuốc đỏ mình sức. Ông cạo đầu mình úp tóc giả lên liền. Trời ơi Dượng hay quá. Dượng hay quá. Dượng hay quá. Có chuyện gì quề chót vậy trời? Bàn tính cái gì? Chị mà bàn tính cái gì? Bây giờ cô đi Dượng không giúp được cái gì hết. Bình tĩnh sao? Rồi rồi tôi biết rồi. Sao? Thôi giờ về đi. Sao Dượng? Không ấy về đi. Ừ. Mời á dẫn nó lên trạm xá. Phá thai đi. Phá đi. Ác quá. Bởi vì tôi nói con người của Dượng ăn ở thất nhân ác đức cho nên tới bây giờ này cũng không có mụn con nào hết trơn. Trời phạt cái nghĩ sao mà nghĩ ra cái chuyện mà cho nhỏ đi phá thai. Hả? Dượng ăn ở Dượng sống được trên thế gian này hả? Chị hai, tôi nói cho chị biết nha. Cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi ra ý kiến, chị không làm thì thôi. Tại sao chị đi rủa tôi? Chị có tin là cái câu rủa của chị mà gia đình chị từng mạng đi hết không? Mắc gì từng mạng đi hết? Anh hai. Dượng ơi, chứ sao vậy? Dượng ơi. Chứ sao mà rủa tôi vậy? Dượng giận mà nói. Dượng ơi, khổ lắm rồi. Chết mẹ, ông dậy rồi, ông dậy. Mày dậm chi cho ông dậy tới chưa? Sao má, giờ bình tĩnh đứng im đây hết, để má vô giải quyết ba đây. Dạ rồi, đứng trời im, ơi. Im lặng, im lặng. Chết, ông giết sao hết. Tự nhiên vậy ta, tự nhiên ta chui xẻo, ta vô làm rễ nhà này chi vậy mà. Trời. Chết quan gì, cái con chữa quan mới đau đây nè. Chớ mùa tu, mẹ râu mà con ngủ, năm canh chày tước đủ.
Rồi ta riết hồi cái nhà này ta không biết là ru chồng hay ru con. Trời ơi, dễ ngủ vô trời, mới ru vô má, đó ngủ dậy. Ba mày ngủ rồi, đừng có rần rần nữa. Dạ. Bây giờ trong nhà mình chỉ còn có 5 người này thôi, biết thôi nha. Bây giờ vậy đi, tôi nói cho chị hai nghe. Cái bụng này cũng còn lâu nó mới lớn. Thành thử ra là mình để từ từ, mình trì quẩn lại rồi mình tìm cái phương cách khác, hiểu không? Nhưng mà đặc biệt sao? Là đừng cho ai biết, chỉ có 5 người biết thôi. Con dí vào vô cổ cũng đừng có khai ngay vô. Đúng rồi, nghe chưa? Trời ơi, tôi khổ lắm rồi Dưỡng ơi. Chỉ có 5 đứa mình biết thôi. Tại sao lại có thầy? Trời ơi, nó có 5 người biết, sao chị vô trẫm gì kia, chị kể chị vậy? Không, tôi đâu có kể. Không kể sao nó biết vậy? Cái thai là của ai? Chưa có biết con ơi, đang tìm người đấy mà. Con gái hay con trai? Chưa có khám đâu có biết con gái là con trai. Trời ơi, đang coi phim nửa chừng tự nhiên hết rồi. Trời đất ơi, ổng bị mộng du đó má ơi. Bởi tôi nói không phải khen chị nghe chị hai, gia đình chị ăn ở có phước quá, đẻ con ra chướng khí không. BD chủ quan mộng du Dưỡng này. Ngáo Hường gì vậy Dưỡng? Bồng nó vô ngủ đi. Dưỡng nói sao vậy? Dưỡng có nhờ lộn người không vậy? Bê không có nổi. Làm gì mày đê không nổi? Bê đê yếu nhớt à. Tổ cha mày, mày yếu mà ngày nào cũng đi tập tạ mày yếu vậy? Đâu có tập đâu. Chứ vô trọng làm gì? Ngắm trai. Trời ơi, đó nghe chưa? Mắt lì đìa chứ đâu có tập đâu. Rồi tướng ngủ y như nằm ở biển vậy đó. Dưỡng ơi Dưỡng, mày đỡ nó lên coi tập luyện đi ơi. Long, đỡ nó vậy. Khổ quá. Thiên nó vô phòng đi. Ôi là trời. Ngay chuẩn bị đối phó với Bảo nè. Dưỡng này, né ra coi. Mày dạt ra bên coi. Dạt ra một bên. Dương nói cái gì? Dạt ra một bên, tao đưa nó vô. Dương Út, Dương đang làm gì đó? Tao đưa thằng Tâm vô phòng ngủ. Cái gì? Dương đưa thằng Tâm vào phòng của Dương ngủ à? À, theo như sự hiểu biết của con và những nghiên cứu của khoa học thì trong tình huống này thì Dương đang là bóng muộn đó. Tao làm chết mày à, mày luôn đi. Ê, mất dạy, mày nói gì bóng ngủ mày. Từ từ gì? Chuyện đâu còn có đó. Có đó sao? Dượng à, trong nhà này một mình thằng Long bóng là đã nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ Dượng lại dụ dỗ đến thằng Tâm thì gia đình này ai sẽ là người nói giỏi tông đường hả Dượng? Nè Khoa, vừa vừa phải phải thôi. Chị thấy là cưng bóng mà vượt mặt chị luôn rồi đó. Trời ơi, nó là bóng muộn á. Mày nói gì vậy? Mày nói gì tầm bậy tầm bạ vậy hả? Mất dạy hả mày? Con đâu có nói gì mất dạy đâu Dượng. Con nói là những gì đang có sự thật ở đây. Sự thật gì? Đây nè, nói chị hai nè. Bây giờ nó không nói đàng hoàng, tôi quýnh chết cha nữa đó. Trời ơi mày hả? Nói ăn nói gì? Thôi thôi mày Dượng. Thằng này á, em mày nó bị cái gì? Hả? Mày hỏi má mày đi. Bị cái gì? Bị mộng du. Hả? Nó bị mộng du. Dạ. Nó ra đây nó nằm, không ai bồng. Thằng này thì bồng không được. Tao mới bồng cho giùm. Mày nói tao dụ dỗ em mày đặng chơi bi đi hả? Không có. Mất dạy đi. Tao nói cho mày biết nè, dòng họ của mày là ai? Con nào thằng nào đẻ mày? Nói đi. Con nào? Dượng ơi, tôi đẻ nó Dượng. Cái lúc tôi đẻ Dượng đưa đi đẻ Dượng nghe không? Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Mình á, mình nóng quá mà, nóng quá. Nóng tính quá. Nóng ba quá. Cái chuyện đó nó con cháu người trong nhà để em giải quyết làm gì mình nóng quá vậy? Khoa, quỷ bốn mắt kìa. Trời ơi, mày chửi Dượng mày là BD, mày cũng nể trọng Út chứ. Út là gì của mày? Trời ơi, đây vợ, đây chồng mà tự nhiên nói Dượng là bóng muộn là sao? Mày vừa phải chứ, mày có tin không? Mày có tin không? Tao đạp mày chết cha mày, vợ mày. Ôi trời ơi, gì Tâm, mày bị mộng du hả? Chắc vậy. Thôi, xin lỗi Dượng đi. Xin lỗi Dượng đi. Còn đứng đâu nữa? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Mất dạy.
Sao tao vậy? Nói cho mày biết nè, tao lớn tuổi hơn má mày đó. Tại tao lấy gì mày cho nên tao phải kêu bả bằng chị. Mà mỗi lần á bả tao mà có lỗi gì nha, bả la lên á, bả chửi tao đó, tao phải vòng tay tao xin lỗi bả vậy nè. Trong khi đó mày là con cháu, mày đứng ngang hạng về mày xin lỗi tao hả? Ê, dòng họ mày là ai? Con nào thằng nào đẻ đó mày? À, mất dạy. Cái gì vậy trời? Tôi đẻ, em xin lỗi chị hai. Dạ em xin lỗi chị hai. Nóng quá bị hoài à. Cái nóng tính hoài à. Thôi đừng. Dạ. Con dạ con xin lỗi Dượng. Đứng lên đi con. Dạ. Tính Dượng vậy đó, hãy nóng lên là la. Xin lỗi là bỏ liền. Thôi, mọi chuyện ổn thỏa. Vậy đi. Dượng an tọa đi Dượng. Thôi. Nãy giờ con mộng du hả? Mày mộng du đó. Thôi giờ con vô ngủ tiếp nha. Ờ đúng rồi, con đi vô ngủ, hai đứa dẫn nhau đi vô đi. À. Sao vậy? Ủa mà sao tự nhiên giờ này mà tự nhiên gia đình mình ra tụ tập đông đủ ngoài này vậy? Không lẽ gia đình mình mộng du hết hả? Không có. Mộng du đâu có lây. Má khổ lắm. Quên, tôi quên. Má làm gì má khổ má? Không, má đâu có khổ, không má sướng gì lắm. Hết thôi, hai đứa con đi vô ngủ đi. Vô nha. Đi, vô ngủ nít đi, vô đi, biết cái gì. Cái gì mà con nít, nhưng mà cái này là một đại gia đình. Cái này là con nghĩ là có cái gì đó mà gia đình muốn giấu con. Con cũng là một thành viên, có gì phải cho con biết chứ. Thôi mệt mày quá mẹ ơi. Bây giờ chuyện này mày cũng đâu cần biết làm gì. Ừ, đúng rồi. Sao mà Dương nói vậy? Không có liên quan gì tới mày đâu mà biết. Đúng rồi, không có liên quan gì đâu cưng. Dượng nói sao kỳ vậy, con là một thành viên trong gia đình, cái gì cũng phải có liên quan đến tụi con chứ. Cái gì Dượng cũng phải nói ra, má cũng phải nói ra để con biết, con còn chia sẻ chứ. Tức quá đi, con Út nó có chữa liên quan tới mày. Trời ơi Dượng ơi, trời ơi, khổ quá trời ơi, nó chạy rồi mày rồi. Trời ơi, má mày có chữa nhỏ. Trời ơi, tại sao vậy Út? Tại sao như vậy? Trời ơi, mày chưa có chồng mà tự nhiên bây giờ mày có chữa. Trời ơi, rồi bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Để con vô con mét ta. Không được đâu. Không được. Tâm à. Cái gì? Không được. Mày lên đây. Lúc nào cái miệng mày cũng bếp xếp và nhiều chuyện. Mày nghĩ mày vào trong đó mày mét ba, ba sẽ tin mày sao? Tao sẽ đi theo làm chứng với mày. Trời ơi, đi đi. Trời ơi, bảy người biết thôi. Ông chạy rồi. Bây giờ làm gì vậy? Sao vậy? Xếp hàng, tập thể dục. Sao vậy? Làm sao vậy? Hai, ba. Sao vậy? Tăng tăng tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà mọi người đã tập hợp vào đây đầy đủ vậy ha? Tôi khổ lắm. Trời ơi. Không có khổ gì hết, không có khổ. Vui sướng. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đang tập trung ở đây để tập thể dục đó anh hai à. Ô tắc tăng 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 tăng. Ô đẹp đều dữ ha. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mọi người đã tập thể dục mà không chịu tụng kinh hả? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đã tụng xong hai hồi kinh, cảm thấy máu huyết nó lưu thông không đều, cho nên em vận động tất cả mọi người ra đây tập thể dục để cho máu huyết nó lưu thông được đấy anh hai à. Tăng 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 tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà con Út nó lại khóc hả? Nín đi con. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta ai cũng đã tập lâu rồi, chỉ riêng con Út nó mới tập ngày đầu tiên, nó bước vô đội hình nó cảm thấy không đều nên nó tự nhụt nó khóc đấy anh hai à. Dạ. Tăng tăng quay. Nói tụi biết tại sao nó lại khóc hả? Em khổ lắm. Trời ơi, má khổ hoài. Má khổ
hoài mà cứ khổ hoài là chết người đó. Không sướng lắm mình em đang sướng. Anh hai. Con út nó nó gì Út? Để đó, trời ơi, tôi ở trong nhà tôi là người kín miệng, tôi giải quyết được cái việc này. Tôi giải quyết được để đó. Gì Út à? Anh hai à, tôi biết. Dạ. Trong nhà này gì là người nhiều chuyện nhất. Trời ơi, bà kín miệng ghê không? Nói tôi nghe, tại sao con Út nó lại khóc? Dạ thưa anh hai, trong đêm khuya thành giấc. Cái gì? Nhái tôi hả? Dạ không có, vợ em nó ở lâu với anh rồi nó lây chứ không có nhái. Dạ là trong đêm khuya thanh vắng đó. Dạ dạ con Út đó nó thèm ăn phở mà cả nhà đi mua hủ tiếu rồi giờ nó buồn nó khóc. Tao lại ăn hủ tiếu cũng được tự nhiên rồi ăn phở cái gì vậy trời ơi. Cái gì mắc mới gì hủ tiếu với phở mà nó khóc hả? Dạ đúng rồi, nó thèm ăn phở xong mua hủ tiếu nó buồn nó khóc anh. Dạ. Mua phở không có mua hủ tiếu có gì đâu mà phải khóc hả? Không phải, nó tính cái gì phải cho nó ăn cái nấy chứ sao anh mắc cười quá anh ơi. Mắc cười gì? Vô lý. Vô lý sao được vô lý, nó có chữa nó tính ăn gì phải cho. Trời ơi, vô lý. Cái gì vậy? Tại sao giữa đêm khuya tăng giá như vậy? Bằng Út nó lại khó chữa. Trời ơi, nghe xong hết thanh hết trắng nổi rồi. Mình ơi mình. Ê? Mình giết em đi mình, em giải con không giỏi. Mình giết em mình ơi, mình xin con. Ba ba. Tránh ra. Ba đừng có giết má ơi. Lỗi tại con nè. Con làm anh mà con không có biết dạy em. Bây giờ em phải nói cái gì em cho nói đại. Nói đại đi con. Nói đại đi. Đại. Nói. Đúng rồi. Ba ơi, bây giờ ba định đặt tên cháu ngoại ba là gì ba? Trời ơi, trời ơi. Con xin lỗi ba. Dạ, dạ thưa ba, thằng Tâm nó nhỏ dại, nó không biết gì gì hết ba ơi. Dạ. Hay là bây giờ ba giết nó luôn đi ba. Gì vậy? Ác chuyện. Sao? Dạ. Ba. Ba. Ba đừng trách ai hết ba. Lỗi tất cả do con. Con làm anh mà con không đủ cứng rắn để mà dạy dỗ em. Ba cứ giết con đi, ba giết con đi ba. Em đi. Mình ơi mình bình tĩnh mình ơi. Mình tĩnh ra. Tin mình mà ơi, dạ. Anh hai cái gì anh hai em quỳ em xin lỗi anh mà anh hai ơi, cái này là lỗi tại em là dì của con Út mà em là đàn bà mà em không biết dạy dỗ cháu nó, bây giờ để cháu nó chữa quan, bây giờ anh hai đừng có giết nó, anh hai có giết anh hai giết em nè, anh hai giết cái em gì? Đi sao giết vậy anh hai? Cái gì giết em đi, đi làm cái gì vậy anh hai? Anh giết em đi, anh giết em đi. Vậy? Em lại anh giết em đi, em lại anh giết em đi. Lôi ra lẹ. Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh vậy mà cô dám tung quần tôi ra vậy? Không có lỡ thôi mà. Thôi đi. Mình nhìn cái gì? Bây giờ tôi biết tại sao tôi bị BD. Sao? Hồng cánh sen. Tại bà hết á. Mai quần kỳ cục à. Tại vì tôi mua giải tôi may bà ba đó, cái dư định may cái quần xà lỏn cho ông ngủ trong phòng cho nó mát. Có lỗi với mình. Mình tĩnh mình nói đi. Mình tĩnh đi. Dạ. Thôi anh hai. Đây. Cả gia đình ai cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy, anh cho tôi nói câu được không? Được. Nhưng mà tôi nói với anh là tư cách là bạn bè, chứ không phải là nói với tư cách anh em cột chèo. Ừ. Thấy không? Thôi bây giờ vậy đi. Anh với tôi là bạn đồng niên, cũng là bạn đồng môn. Anh còn nhớ ngày xưa mình còn học trong trường. Lúc đó mình học chữ Hán. Trong lớp thì thầy thường khen tôi là Hán rộng hơn anh. Gì vậy? Nói bậy bạ cái gì vậy? Hả? Vậy vô. Nói gì vô? Hay đâu vậy? Hán gì rộng? Hán gì rộng? Thì học chữ Hán giỏi người ta kêu hơi Hán rộng chứ gì đâu trời. Cái này là Hán không có re nha. Tầm bậy tầm bạ thêm chữ re vô làm chi được chữ thôi. Đó. Thì trong chữ Hán nó có cái câu như vậy. Không chồng có chữa mới ngoan, có chồng có chữa thế gian thiếu gì. Có gì vậy? Bỏ đi anh hai, bỏ đi. Tôi người ngoài mà bỏ đi. Bỏ, tôi người ngoài, có biết không nghe. Bỏ.
mình ơi. Còn Út. Ba ơi ba. Phương lên đây. Dạ. Ba sợ ba. Ba lên. Dạ. Út. Dạ. Xuống. Dạ. Làm cái gì vậy? Dạ. Anh để im cho tôi dạy cháu tôi. Anh, ông từ từ mà ông. Út. Tại sao cha mẹ con đẻ con ra nuôi con lớn lên cho con ăn học. Tới ngày hôm nay, cha mày chỉ yêu cầu mày một chút xíu thôi mà mày cãi lời cha mày là sao? Cha mày biểu mày bước lên, tại sao mày lết lên? Đứng lên. Dạ. Bước lên. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ thưa anh, hai câu chuyện dạy cháu của em đến đây là hết rồi. Trời ơi Dượng ơi. Bình tĩnh mà ơi, bình tĩnh. Trời ơi tôi nghe quá mà trời ơi. Bình tĩnh đi mình ơi. Thành đi. Bình tĩnh. Ồ. Dạ. Nói cho nó nghe. Dạ. Tại sao là có thai? Hử? Dạ dạ. Tại sao? Dạ dạ tại vì ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua chứ có phải lâu đâu. 24 tiếng đồng hồ có gì đâu mà rối rắm. Chú em đi. À. Rồi sao nữa? À, anh Tèo á, ở bên sớm anh rủ con đi ra cầu cá tra. Trời ơi, yêu đương thì hẹn nhau công viên, không được thì ra đường. Tới hầm cá dồn chỉ cho nó hôi. Làm ơn em vì một cái được không? À, dạ, dạ. Đừng có la mà. Rồi sao nữa? Không. Hả? Dạ xong rồi cái nói chuyện ngồi cái ảnh nắm tay con. Xong cái con không chịu con giật lại. Cái nắm nữa? Chặt hơn nữa. Hả? Cái nắm chặt hơn nữa không chịu con giật lại nữa. Cái nắm chặt hơn. Trời ơi trời. Anh nắm chặt hơn cái con giật lại. Con chạy thiệt là nhanh đi về nhà. Cái con mệt quá. Sao? Con mệt quá. Con ăn cái gì con cũng ói. Sao? Con uống cái gì con cũng ói. Xong con nghĩ con có thai. Trời ơi, con ăn cái gì mà con ngu dữ vậy con? Trời ơi, nó cài mấy chục năm còn chưa có. Đâu ra mà nhắm mặt con. Trời ơi, hai cái đầu gối tao mòn hết rồi đây này. Chuyện gì đâu vậy trời ơi. Muốn xỉu muốn chết gì đó một cả đêm đây nè trời ơi. À nhà thức trắng gì mày Út ơi. Mày làm sao mà nghĩ cái chuyện gì như vậy hả Út? Nắm tay mà có thai. Nghe cũng hết bê đê luôn à. Tại sao con ngu? Con đẹp mà con ngu vậy hả? Hả? Dạ. Ai dạy con? Nó giống trà nó đó. Mày nói cái gì? Tôi nói anh đó. Bữa nay à, tôi cũng không ngại, tôi nói luôn cho anh biết nè. Được. Mày chan ra đi. Được. Tao nói chuyện với ba mày. Tôi nói cho anh nghe nha. Được mà. Cái cách anh dạy con như vậy á, tôi thấy không có đúng. Chị buông ra đi, để tôi nói chuyện. Sao đúng? Hả? Tôi nói anh nghe. Con anh 18 tuổi mà tới giờ này nó vẫn nghĩ là nắm tay có thai là tại vì anh. Tại sao tôi? Anh khó khăn quá. Thời buổi bây giờ nó tân tiến hơn rồi. Anh phải để cho nó nghiên cứu những cái chuyện gì á, nó học sách, học vở, rồi học trên vi tính rồi này nọ. Đặng kia nó biết nó phòng thân nó ha. Lúc nào anh dạy con, có khi nào anh nở với con anh một nụ cười không? Lúc nào về nhà đó, cái mặt anh cũng y như đống thịt bằm vậy đó ha. Tụi nó sợ anh á, là sợ cái quy của anh thôi, chứ tụi nó không có nể anh. Tụi nói cho anh biết, cái mặt mày đó, tôi cũng thù mấy chục năm rồi. Thôi Dượng ơi. Ủa là cái gì mà Dượng thù mấy chục năm rồi? Tôi nói luôn cho anh nghe. Thôi mà mình. À tôi hỏi anh, tôi cưới con em vợ của anh, gia đình bên nhà tôi cũng đem tiền đem vàng tới giọng ở trong mặt anh rồi. Vậy đó mà anh tiếp gia đình tôi làm sao? Anh mời gia đình tôi ăn mà cái mặt anh vậy nè. Ăn đi, ăn đi. Anh sợ ai ăn hết của ông nội ông ngoại anh hả? Ai cũng ăn một bụng rồi đi về chứ đó có ai gói đùm về không hả? Đây nè, không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Bởi vậy tôi khuyên anh nè, đập mẹ cái tivi ở trong phòng đi nha. Cái gì? Đừng có để. Tại sao đập tivi hả? Đập đi. Thôi bình tĩnh. Coi tivi là để mình học hỏi, còn cảm thấy không học hỏi, đập mẹ cái tivi bỏ đi. Tại sao đập luôn? Đây, nồi cái gương mặt không là phải học rồi. Học cái gì? Đây bây giờ anh thấy không? Anh học mấy cái con mà nó đọc dự báo thời tiết đi. Cái bản đồ lên, xuất hiện nó ra là nó cười rồi. Đó là bắt đầu nó nói đó. Báo bão nó cũng cười. Bão cấp 15, 16 có nơi giật cấp 17, đề phòng lũ quét và sạt lở. Thấy không? Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá. Người ta sạt lở sắp chết tới nơi nhưng người ta vẫn cười. Anh thấy không? Tại
tại sao anh sống trong yên ắng như vậy mà cái mặt anh không bao giờ cười? Đây, chị nhìn ngắm giùm em đi nha. Em không hiểu bao nhiêu năm nay chị sống với con chó mặt xệ vậy mà chị sống được. Ôi Dượng ơi, nói gì vậy? Ôi, đây, tôi nói anh đó, nói vậy mà cũng không cười được à? Thôi mà, cười lên được không? Đừng có nóng, nó nói đúng mà mình. Tôi cười lên, cười. Vậy phải được không? Còn con Út? Dạ. Út. Ba má con á không có thời gian chỉ dạy cho con. Con khỏi cần học không? Dạ. Qua Dượng, Dượng cho mượn sách học. Sách gì vậy Dượng? Dượng có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tựa đề là Làm cách nào để có thai. Trời hả? Ơi Dượng ơi. Cái gì vậy Dượng? Chuyện gì bậy bạ nữa vậy? Dượng chuyện gì vậy? Bậy bạ cái cù loi. Nhờ tôi đọc cuốn sách đó mà giờ thì trắng tay đó. Không có một đứa nào. Không biết cái năm đó nhà sách nó in lộn hay sao á. Trời ơi, hết chuyện nói rồi Dượng ơi. Khổ ghê vậy. In lộn cái đầu ông hết chứ in lộn. Thôi Dượng ơi. Thôi Dượng ơi. À tôi. Bây giờ mở từ lên cho em nó vui, con nó vui. Mọi chuyện thôi cho nó hiểu lắm thôi. Bây giờ Sao mình phòng ở đây nhìn ngủ. Dạ. Dạ. Thôi đi vô. Đi vô ngủ. Đi vô ngủ ra rồi đi. Có gì quá trơn á. Ồn ào nguyên đêm luôn vậy. Ba má. Dì Dượng. Vậy dì anh. Vậy. Vậy là con có thai không? Không. Riêng sân khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra cho, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràng pháo tay. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thầy Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên Thầy Giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm ba, không thấy anh vui giỡn chơi với anh đó chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy. Trời ơi, đâu phải Thái Giám đâu. Không phải hả? Ừ, anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi à. Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ Giám là dễ nhớ nhất. Thái Giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Giờ ra đây nào, gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một cái coi chơi. Tôi nói không phải nói dốc anh nha à. Cái Lương, Hồ Quảng, Hát Bội, Tân Nhạc, Cổ Nhạc gì đó hả? Tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe không? Hồi nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì à. Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe nghe, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. À, tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe nghe, giọng ngâm vàng đó. À. Tóc em dài,
Trời đất ơi, tự nhiên đưa ngâm ngon lạnh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy? Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết vậy, tốn tiền mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa? À. Tóc em dài, em đi trong nắng. Hay, hay, hay. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi, hay quá, hay quá. Tóc em lửa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la, làm sao ông? Không, không à. Nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không à. Tóc đã ăn hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá, không có được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Ừ. Dạ, nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Ừ. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười, tát quát tới mang tai. Trời ơi. Tóc em bay bay, khi đi trong gió. Miệng em cười, có cái răng chó dễ thương. Trời ơi. Chắc tôi quýnh anh cái, chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái giận nó vậy á. Giận cái gì kỳ cục à. Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Bây giờ tôi nói nghe nè. Thôi bỏ bao dụng ngâm thơ qua bên đi. Trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát, anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không? Nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? À. Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. À. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. Ờ. À. Rồi anh chỉ lại tôi. À. Đó, anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay à. À. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. À, nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không? Dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Ờ. Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu hả? Mà giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình. Cái mình hả? Ừ, cái mình. Dễ nghe hát nè. Trở lại chuyện hai chúng mình. Trời ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay. Cái tay hả? À, cái tay khác đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi, có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng. Mưa nắng là chưa có tay. Lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay không? Chuẩn bị nè. Ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi, có bàn tay rồi, phải không? Có bàn tay rồi, tới anh, tới anh. Bây giờ bắt đầu tới anh nha. À, tới tôi. À. Cái chân, cái chân. Cái chân hả? Ừ, cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Ừ. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý mới có tóc. Bàn tay xanh xao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. À, tới anh nè, tới anh nè. À, cái à. Gì? Cái răng, cái răng. Cái răng hả? Cái răng. À, cái đi. Răng. Ờ, rồi, cái răng. Có răng, có, hát đi. Có rồi, có rồi. Hát đi. Này cô bé có chiếc răng khỉ. Trời ơi. À, sao chừa một cái không chịu nhổ đi chứ để làm chi. Có răng, có răng phải không? Có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng, bây giờ tôi đố anh hả họng ra coi. À. Cái lưỡi, cái lưỡi. À, cái lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi. Không có cái lưỡi thua. Trời ơi, không có lưỡi thua hả? Ờ. Về về về, văn về văn về. Cái lưỡi. À, có rồi, có rồi. Tôi xin người. Chưa, không phải, làm lại.
tôi, xin đừng thương giùm phần tôi, xin đừng thương hại người ơi, vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gọi mời, vì tôi tin chót lưỡi đầu môi. có lưỡi rồi, tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đố gì mà ác ông vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à? Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em, thà như giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến, nhưng giọt run run ướt còn lòng măng. Có lòng măng ha, có lòng măng, có lòng măng ha. Có lòng măng ha. Bây giờ bắt đầu tới anh. Cái rau. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gươm người sang, trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có rau. Hân hoan ngài vuốt râu cười, đi đâu mà lạc lối lên trời, có râu rồi Linh ơi. Hay quá vậy trời ơi, tôi chết anh rồi, nè. Thua rồi. Kiếm cái gì khó đố. Cái gì? Có rồi. Cái lưng. Cái gì? Cái lưng. Hát cái đi. Lưng hả? Cái lưng hát đi. Có. Mình có ba người vừa đứng nét đôi mươi, nhưng chiều mây cái lưng đồi, tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi. Anh Giang ở lưng đồi chứ không phải lưng anh à? Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Anh Giang quá vậy? Hồi nãy anh không giao à? Bây giờ tới anh à? Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có được cái này gần cái lưng à? Cái mông. Anh Giang anh không có bài nào có mông nha. Không có mông thua. Anh Giang thôi không? Cái mông. Người lướt mây trời vào kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm vào sông nước mênh mông. Đâu rồi? Có mông rồi. Cái đó chơi anh Giang không chơi à? Sao anh Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à? Ai mới hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đồi vô làm chi? Thôi nó chơi danh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Không phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ đen nó giật vậy nè. Vậy dám, thôi dám chơi không? Luôn đi, dám không? Rồi, bắt đầu hát không? Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lines on. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẹo có ngày móc bọc xin nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần các bà có chồng hãy quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dại đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Ê! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần gì đau khổ khổ đau, cùng nhau dân dân Sơn và Hoài Linh.